Chị Hà mua kẹo là mua bao nhiêu rồi được chị Hà? Mình mua cả tạ cũng được. Chị ăn từ từ mà. Để chị phải mua thêm hiện chị ạ. Em là liên lạc với bên bên xưởng kẹo đi. Ê, ta nói thiệt á, mua sỉ luôn đi. Vâng không? Sản xuất kẹo cho mình ăn thử, mình cảm nhận mình thấy. Mấy giờ rồi chị Thư à? Xong mình đi mua mắm dừa rồi đây. Một cái mua hàng nghỉ bán. Mua cho chị Loan hậu trào. Trong cái tiền bé đi mua. Với lại là lấy chỗ mua trào ngon ta. Trào rồi chị. Chào nhỏ nhỏ ở phim mấy thì mình có bán quen lậu à, vị à, à, cốt mát chứ lậu phim mấy thì nó chập bị lậu hồng đây thì em mua để dành đó, đó hồi ăn dụ tiện đi ra mua luôn á có không. Hiện đi điều tra đi. Chỗ mà ngon mua. Mua mà chỗ ở trong Vinmec á có thôi để chị nhờ ông chí mua hôm trước mua chỗ nào được. Và đi quay. Cái ra ăn đỡ hôi, chứ sợ nhiều chỗ ăn thú quét. Ăn hôi miệng. Bữa hôm qua bực mình là không quay được cái mô luôn đó. Làm kể như đây được nè, tà đây được. Đông quá là mình quýu, mình không làm được luôn. Đông quá là chị không. Nhưng mà cả trên cả dưới như rất là đông đó. Chị đang cố gắng để tìm trên kia nè. Nhưng mà chị sợ lấy bữa đang đông. Với lại thụng đồ hầu cũng đi làm á. Nên cái chỗ này hồi nãy tôi chưa lại ta. Hay là nặng rồi.
tay hơi giật giật. Một cái nữa. Thank you.